tác hại đáng sợ khi ăn na ai cũng cần phải biết. Không thể phủ nhận được những lợi ích của quả na mang lại. Tuy nhiên, khi ăn na, chúng ta cần phải lưu ý một vài điều sau. Na, loại quả được nhiều người tiêu dùng bởi giá trị dinh dưỡng cao. Không thể phủ nhận được những lợi ích của quả na mang lại. Tuy nhiên, khi ăn na, chúng ta cần phải lưu ý một vài điều sau. Về mặt giá trị dinh dưỡng, na hay còn gọi là mãng cầu ta, có mùi vị thơm ngon đặc biệt, thịt quả mềm ngọt ngon được nhiều người ưa dùng với tác dụng bồi bổ sức khỏe, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Trong na có chứa dồi dào vitamin C, kali, chất xơ, carbohydrate và một số vitamin và khoáng chất thiết yếu rất có lợi trong việc bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Quả na chứa tới 72% gluco, 14,52% saccharose, 1,73% tinh bột, 2,7% protein và thành phần dinh dưỡng trong 100g thịt na, bao gồm năng lượng 64kg calo, nước 82,5g, protein 1,6g, glucid 14,5g, cellulose 0,8g, canxi 35mg, phosphor 45mg, vitamin C 38mg. Ngoài ra, trong na chứa rất nhiều vitamin B tốt cho sức khỏe. Lợi ích đáng nể của quả na: giúp ổn định hệ tim mạch, lượng natri và kali cân bằng trong thành phần quả na, góp phần điều chỉnh mức huyết áp và nhịp tim. Ngoài ra, hàm lượng chất chống oxy hóa và vitamin C dồi dào trong quả có thể hỗ trợ việc ngăn ngừa các gốc tự do tấn công vào cơ thể, tăng sức đề kháng, tác động tích cực đến tim và cải thiện chức năng tim mạch. Tốt cho hệ tiêu hóa: na có nguồn gốc chất xơ dồi dào rất lý tưởng cho hệ tiêu hóa hoạt động thêm trơn tru và hiệu quả. Đó là lý do bạn có thể yên tâm tránh táo bón khi ăn loại trái cây này. Hơn nữa, hàm lượng chất xơ cao còn giúp giảm cholesterol trong máu, ngăn sự hấp thụ cholesterol xấu trong ruột. Tốt cho não bộ và điều trị chứng trầm cảm. Lượng vitamin B6 dồi dào trong thành phần quả na rất có lợi cho hoạt động của não bộ. Loại vitamin này kiểm soát mức độ hóa học thần kinh GABA, loại bỏ sự căng thẳng, làm dịu hệ thần kinh nhạy cảm, đặc biệt còn giúp điều trị chứng trầm cảm. Giúp giảm cân: trong quả na chứa rất nhiều vitamin C, không chứa chất béo bão hòa và cholesterol. Hàm lượng natri thấp nên rất có lợi cho những người ăn kiêng hoặc đang có ý định giảm cân. Chống bệnh ung thư: các chất chống oxy hóa có trong quả na như một số polyphenol, ascorbin và polystyrene được coi là có thể giúp phòng chống các bệnh ung thư, sốt rét và bệnh sun rất hiệu quả. Tốt cho phụ nữ mang thai. Đặc biệt, quả na còn rất có ích cho phụ nữ mang thai vì trong loại trái cây này có chứa nhiều dưỡng chất giúp hỗ trợ sự phát triển của não, hệ thần kinh và hệ thống miễn dịch của thai nhi hiệu quả. Do đó, ăn na thường xuyên sẽ giúp làm giảm nguy cơ sảy thai và hạn chế mức độ tác động của các cơn đau chuyển dạ khi sinh. Loại trái cây này cũng giúp cho các bà mẹ tương lai vượt qua được chứng ốm nghén trong những tháng đầu của thai kỳ, giảm thiểu các cơn buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt, ngoài ra còn kích thích tuyến sữa hoạt động tốt hơn. Quan trọng hơn nữa, quả na chứa rất nhiều protein, axit béo omega 6 hỗ trợ sự phát triển cấu trúc não bộ và hệ thống thần kinh của trẻ, cũng như các vitamin và khoáng chất khác giúp bé lớn nhanh, khỏe mạnh. Tốt cho tóc và mắt. Không chỉ giàu giá trị dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe mà quả na còn có tác dụng làm đẹp rất hữu ích. Nhờ có hàm lượng vitamin A cao, na được cho là trái cây rất tốt cho da, tóc và mắt. Tác dụng phụ khi ăn na có thể gặp: gây mụn và táo bón. Na lại là một trong số những loại quả gây nóng cho cơ thể. Chỉ cần một vài quả là khiến cho da bị nổi mụn cho một số người vốn sẵn tính nóng trong người. Thậm chí, tình huống xấu hơn là nhiều người khi ăn na xong sẽ bị táo bón, mọc mụn. Vì thế, với những người có thể trạng nóng cần lưu ý khi ăn na, không nên ăn quá nhiều. Người tiểu đường không ăn nhiều. Đối với người mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt là phụ nữ mang thai có tiền sử bệnh tiểu đường, thì không nên ăn nhiều na bởi trong na có hàm lượng đường tương đối cao. Theo các chuyên gia thực phẩm, khi ăn na chúng ta không cắn vỡ hạt,
trong quá trình ăn bởi trong hạt na có độc tố cao. Nếu cắn vỡ hạt na thì độc tố trong nhân rất dễ phát huy tác dụng gây hại cho cơ thể. Với những quả na vỏ có nhiều vảy trắng, những vết lứt lẻ ở các vết đó có dấu hiệu chảy nước thì tuyệt đối không nên ăn. Đặc biệt những quả na có mắt thâm đen cứng khi ăn cần cảnh giác vì sẽ không ngon, vị ủng hoặc đa số là có giòi và có thể nhiễm khuẩn. Nếu chúng ta ăn phải những loại quả na bị nhiễm khuẩn, rất dễ bị ngộ độc. Nên chọn quả tròn, mắt to, kẽ mắt trắng, cuống nhỏ, chín mềm, không nứt, vỏ không đen. Khi ăn cần quan sát kỹ để tránh ăn phải giòi nhằm nằm trong các múi của quả na. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh.